Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021 bước sang tuần mới này với người tuổi tý thầy tử vi chỉ ra rằng người tuổi tý cần xác định tinh thần khổ trước sướng sau đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp đầu tuần những hung tinh như thương quan kiếp tài tác động khiến bạn dễ vướng phải đủ chuyện thị phi song chỉ cần tập trung vào điều mình đang làm thì đến cuối tuần chính ấn và thiên ấn sẽ giúp bạn khẳng định bản lĩnh bạn được mọi người nhìn bằng con mắt khác xưa tuy nhiên về tình hình tài chính của con giáp này lại không có nhiều thay đổi tích cực lắm cơ hội kiếm tiền chỉ xuất hiện vào đầu tuần do thực thần mang lại người làm nghề tự do có thể tìm được những đối tác khách hàng triển vọng giúp con đường làm ăn của bạn rộng mở hơn chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình có nhiều điều bất chắc đôi bên tưởng chừng đã hòa giải nhưng trên thực tế vẫn còn những ngọn lửa nhen nhóm chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi là sẽ bùng lên có lẽ hai người vẫn còn những điều chưa thực sự thẳng thắn với nhau sao bách việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác người độc thân hãy tinh tưởng nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ, không nên đóng cửa trái tim mình. Tử vi tuần mới của tuổi sửu từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Vận trình tuần mới này với người tuổi sửu cho thấy, đầu tuần, sự nghiệp của người tuổi sửu phát triển thuận lợi nhờ có chính ấn và chính quan phù trợ. Điều đó khiến những kẻ tiểu nhân ghen tuông đỏ mắt, nếu bạn thiếu tập trung, lơ là dù chỉ một chút thôi thì rất có thể kẻ xấu sẽ thừa cơ ngáng chân bạn, khiến bạn rơi vào rắc rối liên miên thời điểm cuối tuần. Bản mệnh làm ăn khá chủ yếu vào thời điểm giữa tuần. Một số người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ được cấp trên tiên dương, khen thưởng. Trong khi đó, những người làm nghề tay trái cũng được hưởng tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Trong tuần có sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống cũng không nên ôm hết việc vào người nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều dấu hiệu tích cực trong tuần này các bạn còn độc thân tự nhốt mình trong thế giới riêng cho rằng một khi yêu là mình sẽ bị tổn thương chính vì thế dù có đối tượng chủ động tiếp cận bạn cũng sẽ tìm cách ngó lơ tử vi tuần mới của tuổi dần từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp thầy tử vi chỉ ra rằng, sự nghiệp của người tuổi dần bắt đầu xuất hiện vấn đề vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ sự tự tin quá mức đã khiến bạn vô tình đắc tội với cấp trên. Tỷ kiên và kiếp tài khuyên bạn nên học cách tiếp thu ý kiến của người khác, không nên khăng khăng làm theo ý mình trong mọi tình huống nếu biết cách khắc phục nhược điểm của mình thì sự nghiệp của bạn sẽ có bước biến chuyển rõ rệt bạn cần biết rằng dù có tài giỏi đến mấy thì mình cũng không thể luôn đưa ra những nhận định đúng đắn được bạn chớ nên coi thường những người trẻ hơn hoặc ít kinh nghiệm hơn mình trên phương diện kinh doanh ngay từ đầu tuần sao thiên đức cùng với thiên tài và chính tài phù trợ khiến thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua khi cơ hội mở ra trước mắt bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Về phương diện tình cảm của bản mệnh có những bước biến chuyển tích cực vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ sau khi những hiểu lầm và khúc mắc được tháo gỡ, đôi bên lại càng cảm thấy yêu thương và trân trọng nhau hơn, đồng thời tìm ra cách chung sống hòa hợp hơn trước. Tử vi tuần mới của tuổi mão từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi mão nhận được khá nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm vào tuần này. Những ai còn độc thân đã dần mở lòng hơn với người khác giới. Rất có thể vào thời điểm cuối tuần, bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Người đã lập gia đình biết quan tâm hơn tới nửa kia của mình, tình cảm gia đình có nhiều biến chuyển tích cực. Sao bạch hổ là hung tinh mang lại điểm báo xấu, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể xem tử vi sự nghiệp của bản mệnh lại không được thuận lợi cho lắm nếu đầu tuần mọi việc vẫn còn khá yên bình thì từ giữa tuần đổ đi nhiều rắc rối xảy đến dồn dập khiến bạn trở tay không kịp bạn cần bình tĩnh tự mình giải quyết vấn đề chớ nên phụ thuộc vào người này người khác bù lại chuyện làm ăn có những dấu hiệu phát triển khá tích cực thời điểm đầu tuần là lúc bạn hốt vàng hốt bạc Song việc làm ăn cần dựa trên sức của chính mình, chớ nên tham lam tự đẩy mình vào những kế hoạch làm giàu phi nghĩa kẻo của thiên rồi cũng trả địa mà thôi. Tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi tuần mới cho thấy tuần này là một tuần thuận lợi đối với người tuổi Thìn trên nhiều phương diện. Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng bạn sẽ thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội làm giàu thuộc về mình xem tử vi cũng cho thấy chính ấn chiếu mệnh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Tiếc rằng chuyện tình cảm của người tuổi thì lại không được thuận lợi như vậy. Giữa các cặp đôi vẫn còn tồn tại vấn đề chưa thể giải quyết. Bạn không thể bắt đối phương hoàn toàn thuận theo mình, hai người đều cần phải lùi một bước để đi tới thỏa hiệp. tử vi tuần mới của tuổi tỵ từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, về phương diện tình cảm của người tuổi tỵ nhìn chung là ảm đạm trong suốt tuần này. Lứa đôi càng lúc càng có dấu hiệu xa cách rõ ràng, bạn cho rằng mình là con giáp ghét bị tình cảm trói buộc. Nếu không nhanh chóng tìm cách cứu vãn thì tức là bạn đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba tiếp cận và phá vỡ hạnh phúc gia đình đấy. Chuyện làm ăn của bản mệnh tiến triển khá thuận lợi, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể sẽ phải bận tối mắt tối mũi để xã giao với khách hàng, đối tác nhưng đổi lại, bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, mang lại nguồn lợi lớn cho tương lai. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, đại hao là hung tinh xuất hiện lại nhắc nhở bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Sự nghiệp của bản mệnh về cơ bản là bình ổn, tuy nhiên vẫn sẽ có những rắc rối nảy sinh trong quá trình làm việc. Khi đối diện với tình huống ấy, bạn cần phải kiên trì và bình tĩnh hơn, chớ vội chán nản, nghĩ đến việc bỏ cuộc hoặc đùn đẩy cho người khác. Tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Đầu tuần, sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang tiến triển tương đối thuận lợi, khiến cho bạn lầm tưởng về vị trí của mình. Nhưng ngay sau đó, thiên quan và thương quan tác động, bạn liên tiếp gặp phải rắc rối với cấp trên. Nếu không chú ý cách cư xử, rất có thể bạn sẽ đẩy mình vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chuyện làm ăn của bạn mệnh khá ổn định, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo. Bạn nên tiếp tục duy trì tiến độ của mình, không nên quá vội vàng làm giàu, làm ăn theo kiểu chộp giật bởi đó là cách phát triển không bền vững cứ dựa vào sức lao động của mình rồi dần dần bạn sẽ có tất cả trong tay thôi có điều tiểu hao cũng cho thấy bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những khoản lặt vặt hàng ngày vì thế bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực nhất là với chuyện tiền nong nếu không dù có dư giả đến đâu bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu chuyện tình cảm của bản mệnh khá im ắng người độc thân dành quá nhiều thời gian đắm chìm vào quá khứ nên dường như không thể mở lòng với bất cứ ai bạn có những suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm, không muốn tin tưởng ai, thậm chí nghĩ rằng mình sẽ sống một mình như vậy đến suốt đời. Tử vi tuần mới của tuổi mùi từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Về phương diện sự nghiệp của người tuổi mùi phát triển rực rỡ trong tuần mới này là nhờ có chính ấn và thiên ấn phù trợ. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh, thậm chí có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công nếu là người làm lãnh đạo bạn nhận được sự nể phục của nhiều nhân viên tuy nhiên bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước bạn cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn cùng với đó bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này việc làm ăn kinh doanh tiến triển khá trong tuần này thời điểm cuối tuần bạn có thể được tận hưởng thành quả lao động của mình thậm chí một vài người may mắn có thể phát tài may mắn nhờ những trò đen đỏ tuy nhiên bạn không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào điều này chuyện tình cảm có những quãng thăng và những quãng trầm nếu còn độc thân bạn không nên quá vội vàng đến với bất cứ ai khi chưa tìm hiểu kỹ để tránh bị lừa dối tình cảm hãy lắng nghe cả tiếng gọi của trái tim và lý trí để đưa ra được quyết định chính xác nhất tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Chuyện tình cảm là điểm sáng rực rỡ nhất của người tuổi thân trong tuần này. Những cặp đôi trẻ tuổi thậm chí có thể được đón tin mừng làm cha, làm mẹ. Bạn cũng có thể nhận được sự tác thành, chúc phúc của mọi người xung quanh, khiến đôi bên càng thêm tin tưởng vào tình cảm của mình. Nhờ có thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều dấu hiệu tích cực, đặc biệt là với nữ mệnh bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn luôn thầm lặng quan tâm chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy sự nghiệp của bản mệnh có thể xảy ra một vài rắc rối vào thời điểm đầu tuần do tỷ kiên và kiếp tài mang lại bạn có thể bị mang tiếng xấu nhưng nếu biết cách dùng thực tế để chứng minh sự trong sạch của bản thân thì không sớm thì muộn kẻ xấu sẽ không thể tác oai tác quái được nữa chuyện tiền bạc khá ảm đạm trong suốt tuần chỉ khi đến cuối tuần bạn mới có cơ hội kiếm được một khoản tiền nhỏ Nói vậy không phải là để bạn chán nản, không cố gắng. Ngược lại, bạn phải cố gắng thật nhiều, luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón bắt cơ hội thì mới có thể nhận được thành quả xứng đáng. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi hàng tuần 12 con giáp này cho thấy, vượt qua khó khăn vào đầu tuần, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân mọi khó khăn thử thách bạn trải qua trong thời điểm này đều có tác dụng tôi rèn giúp bạn tiến bộ một cách nhanh chóng hơn cuối cùng nhận được sự công nhận của tập thể chuyện làm ăn không có nhiều biến động trong tuần này đặc biệt là với người làm đầu tư kinh doanh có thể các hạng mục đầu tư trước đó chưa đem lại cho bạn kết quả như kỳ vọng bạn cần phải tiếp tục chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa sau dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình may mắn là về phương diện tình cảm của các cặp đôi đang tiến triển cực kỳ thuận lợi hai người có nhiều điểm chung nên có thể tâm sự trò chuyện với nhau cả ngày mà không biết chán nếu tình cảm đã chín muồi đôi bên có thể suy nghĩ đến việc về chung một nhà tử vi tuần mới của tuổi Tất từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Về phương diện tình cảm của người tuổi Tuất trong tuần mới này đang có dấu hiệu có tốt và có xấu. Bạn và người ấy có những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng cũng có những lúc mâu thuẫn vì những chuyện vốn rất nhỏ nhặt. Muốn tình cảm phát triển ổn định hơn, đôi bên cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể bao dung hơn. Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý chớ nên trần trừ do dự quá lâu bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai sự nghiệp phát triển tương đối thuận lợi vào thời điểm đầu tuần do có sao thiên ấn và chính ấn chiếu mệnh bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân và được đồng nghiệp khâm phục tuy nhiên bạn chớ vì thế mà kiêu ngạo quá mức thậm chí thách thức cả quyền huy của người làm lãnh đạo chuyện làm ăn có chuyển biến rực rỡ vào cuối tuần. Như vậy có nghĩa là đầu tuần là thời gian để bạn chuẩn bị và nắm bắt cơ hội cho mình. Đến cuối tuần, dù có phải lao động vất vả hơn nhiều người nhưng số tiền bạn thu về sẽ rất xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021 những ngày đầu tuần nhiều thách thức xảy đến khiến người tuổi hợi luôn rơi vào trạng thái căng thẳng sức ép do đồng nghiệp và cấp trên mang lại khiến bạn chỉ muốn đầu hàng tuy nhiên nếu vượt qua được thì tiếp đó sẽ là cơ hội để bạn chứng minh khả năng của mình chuyện làm ăn chỉ xuất hiện thoáng qua vào thời điểm đầu tuần và rất dễ để vượt mất nếu muốn nắm bắt cơ hội này thì ngay khi bắt đầu một tuần mới bạn đã phải ở trong tư thế sẵn sàng tốt nhất bạn hãy cứ hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi công lao của bạn sẽ được báo đáp không sớm thì muộn lĩnh vực tình cảm có khởi sắc vào giữa tuần nhưng sau đó mọi việc lại trở về ảm đạm như cũ có lẽ bạn vẫn chưa thực sự buông bỏ được những khúc mắc trong lòng mình nên dù có đến với ai bạn cũng khó có thể hoàn toàn nghiêm túc và thực sự chân thành thái tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà trước khi rời nhà bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn giảm bớt những ảnh hưởng xấu cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại